Good morning Vietnam. Chào các bạn. Chào các bạn. Hi Pinet, hôm nay Pinet làm gì? Hôm nay bạn Pinet sẽ nhận trứng phục sinh. Hai các em, hôm nay chị Bí Đỡ và bạn Pinet sẽ tiếp tục nhận trứng phục sinh. Rồi, đây là bộ đồ chơi nhận trứng phục sinh đấy. Năm trước chúng ta đã làm một video về nhận trứng phục sinh rồi, phải không các bạn? Và đây là cái tô trứng chị Bí Đỡ hồi nãy đã luộc rồi. Chúng ta có 10 cái trứng như thế này. Rồi, bây giờ bạn Pinet sẽ lấy những cái ly này ra. Pinet, chúng ta có bao nhiêu cái ly? Mấy cái ly nào? Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị 10 cái ly. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, một cái nữa Pinet. 10. Xoay đi thật cơ. Được không? Rồi, được rồi. Rồi, hai cái ly còn lại chúng ta sẽ để nước và giấm ha. Rồi, bên cạnh đó chúng ta sẽ dùng một bình nước, một ít nước ha, và một ít giấm. Chúng ta có một ít giấm ở đây. Rồi, bà Minh sẽ mở cái hộp này ra đi ha. Rồi, hộp màu đó. Rồi, trong đây chúng ta có một số màu. Đấy, có kim tuyến luôn. Rồi, bạn Pinet có cái gì đó? Để chúng ta xem nào. Chúng ta có những cái viên màu. Và chúng ta đây là một cái chai kéo để chúng ta sẽ để kim tuyến lên. Và chúng ta có một số viên nhựa màu khác nữa. Rồi, cái này cái gì Pinet? Stickers. No, those are not stickers. À vậy hả? Just black. Vậy hả? Stickers. Rồi, chúng ta có một số hạt để trang trí trứng luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử vẽ một cái shape ở lên trứng. Rồi sau đó chúng ta sẽ để vào cái màu thì nó sẽ nổi ra ha. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ sẽ vẽ thử cái gương mặt đi ha. Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng đèn shape vẽ lên đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ chưa có thấy nó nổi ra, nhưng mà khi mà để vào màu thì lát nữa nó sẽ nổi lên. Chúng ta sẽ thấy được cái hình mà chúng ta đã vẽ ha. Ok. Chị Bí Đỡ vẽ một gương mặt ở đây. Rồi, chị Bí Đỡ sẽ vẽ một cái con bướm đi ha, phía sau. Rồi, bạn Pinet cũng đã chuẩn bị được một số cái miếng xốp để lát nữa chúng ta sẽ trang trí cho trứng nha. Rồi, bây giờ bạn Pinet sẽ bỏ vào từng ly nha. Wow, những cái màu này chắc chắn sẽ ra rất là đẹp đây các bạn ơi. Đẹp quá. Màu đó màu gì đấy Pinet? Màu xanh hả? Màu cam. Rồi còn hết rồi hả? Rồi bây giờ hai ly còn lại bạn Pinet sẽ để vào màu gì đó Pinet? Màu nâu hả? Rồi màu tím luôn. Rồi bây giờ chúng ta để giấm và nước vào. Rồi bây giờ mỗi ly chị Bí Đỡ sẽ để một muỗng giấm vào. Rồi bây giờ các màu của chúng ta đã bắt đầu hòa tan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để nước vào nha. Rồi bây giờ bạn Pinet sẽ cho nước vào khóc đi. Rồi chúng ta sẽ để một khóc nước vào đây, bỏ hết vào luôn Pinet. Rồi bây giờ bạn Pinet sẽ cho hết khóc nước này vào cái ly màu hồng này nha. Đúng rồi, giỏi đó Pinet. Rồi tiếp theo là màu xanh lá cây. Wow, màu xanh này rất là đẹp các bạn, rất là đậm. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm màu đỏ. Rồi, bây giờ màu đỏ đi Pinet. Rồi, bây giờ tới màu xanh nữa đi Pinet. Đúng rồi, đẹp quá. Rồi, bây giờ tới màu vàng. Rồi, bây giờ tới màu tím đi Pinet. Wow, màu tím này rất đẹp các bạn. Rồi chúng ta còn lại một màu cam nữa. Rồi bạn Pinet sẽ để màu cam vào đi Pinet. Rồi bây giờ bạn Pinet sẽ bỏ trứng vào những cái ly màu này nha. Màu đỏ trước. Ok, màu hồng. Rồi bây giờ tới màu gì? Màu xanh. Đúng rồi. Và tiếp theo là màu xanh lá cây. Yeah, Pinet giỏi lắm. Rồi tiếp tục đi Pinet. Màu đỏ.
Wow. Và màu cam. À, màu xanh hả? Ok, cũng được luôn. Đúng rồi, chúng ta sẽ để từ từ vào nha. Và màu vàng. Màu tím. Wow, mà nó đẹp đó. Và màu cam. Yeah. Rồi, chúng ta đợi một vài phút nha. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ sẽ làm thêm một màu nữa đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một ít màu hồng. Chúng ta sẽ pha màu đi ha. Ok. Rồi và một ít màu đỏ đi. Wow. Cái này ra màu hồng đỏ đây. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây. Rồi Minh bỏ thêm một trứng vào đây. Rồi nữa. Bây giờ bạn Minh sẽ cho một cái trứng nữa vào cái ly hồi nãy mình mới pha màu. Ok. Rồi bây giờ là thời gian chúng ta có thể lấy trứng ra được rồi. Rồi trong khi bạn Peanut đang kiểm tra trứng thì chị Bí Đỏ sẽ làm một cái vỉ đẩy trứng nha. Chúng ta sẽ đục những cái lỗ ở đây. Rồi ok, vậy là chúng ta đã có vỉ đẩy trứng rồi. Và bây giờ trứng đã sẵn sàng rồi, bạn Peanut sẽ lấy ra nào. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ lấy trứng ra nha, trứng màu hồng. Wow, rất tuyệt vời. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ lấy trứng màu xanh ra. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ lấy trứng màu xanh. Wow, cái trứng màu xanh này hồi nãy chị Bí Đỡ vẽ hình con bướm nè các bạn. Rồi bây giờ trứng màu cam. Trứng màu cam cũng rất tuyệt vời. Rồi bây giờ tí trứng màu tím. Và trứng màu đỏ. Trứng màu hồng chứ. Thấy không? Wow, trứng nó rất đẹp đấy Peanut. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ tiếp tục lấy trứng màu đỏ. Đúng rồi. Wow, trứng màu đỏ hồi nãy chị Bí Đỡ vẽ đó các bạn. Nó có những cái vòng tròn thật là dễ thương. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ lấy cái màu đó màu xanh lá cây. Đúng rồi. Rồi lấy lên đi Peanut. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ lấy trứng còn lại ra, trứng màu vàng. Wow, trứng màu vàng này ra cũng rất đẹp các bạn. Ok. Coi chừng rớt. Ok, còn một trứng còn lại nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn lại trứng màu xanh. Rồi bạn Peanut sẽ lấy trứng màu xanh ra. Wow, trứng màu xanh da trời rất là đẹp. Vậy là chúng ta có 1, 2, 3 và trứng màu xanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí cho trứng nha. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ sẽ dùng một số màu này. Đây là màu xanh để bạn Peanut sẽ tô nha. Wow, rất là nhiều Peanut, chúng ta lấy một ít ra đây. Rồi cái trứng này bây giờ bạn Peanut đã tô xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ để sang một bên đây để cho nó khô nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng chai keo này và trang trí kim tuyến nha. Và bạn Peanut sẽ để keo lên cái trứng này nhé. Rồi để lên đi Peanut. Để trứng vào bên đấy để cho nó khô nha. Rồi cái trứng còn lại đó Peanut. Peanut dùng tay luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn những cái hình này.
này lên những cái trứng nha. Rồi bà Minus sẽ dùng cái trứng này và để keo lên trước. Rồi chị đi đợi thử trang trí được cái trứng này. Đây nữa. Rồi có rất là nhiều bạn hỏi chị đi đợi là những cái trứng này sau khi nhuộm có thể ăn được hay không? Những cái trứng này sau khi nhuộm trứng chúng ta có thể ăn được các bạn. Người ta bán có thể là những cái trứng bằng nhựa, hoặc chúng ta cũng có thể mua những cái trứng thật, chúng ta về luộc và nhuộm trứng nha. Rồi bây giờ chị Bí Đỏ sẽ thử mở cái trứng này ra để cho các bạn xem nha. Rồi phía bên trong đây chúng ta không có bị dính màu vào, không có bị thấm màu vào, do đó chúng ta ăn được nha. Đây là những cái màu thực phẩm an toàn của Mỹ, cho nên chúng ta không cần phải lo. Rồi chúng ta sẽ mở ra những cái như thế này. Đó. Những trứng này rất là đẹp ở bên ngoài. Có một số màu nó đã thấm vào trong, nhưng mà chúng ta có thể ăn được không sao. Video nhuộm trứng phục sinh của chị Bí Đỡ và bạn Pinet đến đây là hết rồi các em. Các em có thích video này không? Và nhiều video về nhuộm trứng phục sinh, nhớ đến kênh Good Morning Việt Nam. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.